Chào các bác, hôm nay đã là những ngày cuối tháng 11 rồi, thì tôi làm video đăng tải luôn, nói luôn là tháng 12, một tháng cuối năm của 2017, nói về các mẫu loa, giới thiệu về các mẫu loa, xem và bảng giá loa có gì mới trong cái tháng áp chót tháng cuối năm 2017 để chuẩn bị cho một cái 2018. Đấy, tính theo dương lịch nhá, là tháng 12 này loa có gì thay đổi và bảng giá loa ra sao. Thì ở cái video này tôi sẽ vừa giới thiệu sản phẩm về loa, vừa thông báo giá, nên các bác thực sự quan tâm về các mẫu loa thì các bác cố gắng theo dõi video của tôi một chút. Đấy, thực sự quan tâm thì các bác theo dõi đầy đủ, một cái nội dung video này khá dài, video này tôi làm chi tiết nên nó dài, các bác theo dõi. Hôm nay tôi sẽ đi từ cái loa đắt nhất mà hiện cơ sở chúng tôi đang cung cấp ra thị trường, phục vụ các bác thợ săn, thợ bẫy chim chuyên nghiệp và thợ bẫy chim giải trí, ai cũng có thể mua. Đấy, loa chung, tùy theo điều kiện kinh tế và tùy theo cái độ chơi, các bác lựa chọn một cái sản phẩm cho ưng ý nhé. Ở loa đây là mẫu loa Daily Q92. Q92 thì hiện đơn vị chúng tôi đang bán ra thị trường với giá là theo bảng giá loa là cao nhất. Con này đang là 750.000. Giá đã bao gồm cước phí vận chuyển tận nơi cho các bác rồi, kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền. Các bác tôi nhắc lại nha, kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền qua dịch vụ chuyển phát COD của bên ngành bưu điện Viettel. Tôi gửi bên Viettel cho nên là các bác nhận hàng ở bưu cục Viettel là chính. Thì kiểm tra hàng có nghĩa là khi các bác nhận được một sản phẩm thì các bác mở hàng này ra này, đầy đủ phụ kiện, đầy đủ phụ kiện như này thì các bác nhận hàng kiểm tra. Bên dưới nó còn túi nhá, túi của loa dòng quy nó ở bên dưới này, các bác mở hàng ra loa bên dưới đấy, là một bộ loa về cơ sở chúng tôi. Chi tiết hướng dẫn sử dụng thì các bác mua loa đăng ký vào kênh, các bác đăng ký vào kênh để cập nhật những cái video hướng dẫn về loa sử dụng và hướng dẫn sử dụng an toàn hiệu quả, và những video thực tế tôi đi bẫy chim hướng dẫn các bác về cách sử dụng loa, cái phụ kiện của nó, chức năng loa. Đấy là loa Q92. Thì tôi nhắc lại này, Q92 thì gồm có một cục sạc pin, một dây sạc của điều khiển, dây sạc dùng chung với lại sạc của điện thoại nhé, điều khiển này, điều khiển đây, đây là tay điều khiển remote, đây là pin, pin của dòng pin điện thoại, pin này dùng một lần, sạc một lần, dùng cả tháng không thở hết pin, và một thân loa chính ở đây và một cái túi đeo. Đó là cái loa Q92, là mẫu loa đắt nhất hiện chúng tôi đang cung cấp ra thị trường với giá 750.000. Đấy, đã bao gồm cước phí vận chuyển cho các bác rồi, các bác yên tâm kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền. Mẫu loa thứ hai, đắt thứ hai đứng sau cái bảng xếp hạng loa Q92 là dòng loa cao cấp Q93. Q93 thì nó là Q93 nhưng mà nó lại rẻ hơn Q92 bởi vì là nó nhỏ hơn này. Nó nhỏ hơn, mẫu đời sau nó cải tiến là cái con này sạc pin dùng chung với điện thoại, sạc pin dùng chung với điện thoại này các bác, khi bị mất sạc thì bác yên tâm. Đây là về cải tiến của nó, thì phụ kiện của nó vẫn gồm có giống như phụ kiện của Q92 thôi, tôi không nhắc lại thêm với các bác nữa, phụ kiện vẫn đầy đủ như vậy. Thì giá con này ấy là 700.000. Xin lỗi các bác, tôi đính chính lại 700.000 nhé. 700.000 đã bao gồm cước phí vận chuyển cho các bác rồi, vẫn là dịch vụ COD, kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền cho nhân viên, kiểm tra thoải mái, ưng thì các bác mua, không ưng các bác từ chối nhận hàng, đơn vị chúng tôi bán hàng rất là vô tư, khách hàng là thượng đế, các bác yên tâm. Đấy là mẫu loa thứ hai, là mẫu loa đứng sau bảng xếp hạng và thứ hai. Thế còn hai cái con loa này thì là nó bằng nhau này, hai con loa này giá bằng nhau, và con KU 900
và con quy cám. Thì con hai con này giá 650 nhá. Hai con loa này là giá 650.000. Đã bao gồm cước phí cho các bác rồi thì tại vì nó giống nhau nhưng nó khác nhau một chút về hệ điều khiển thôi. Q8 này. Q8 thì bảng điều khiển của nó cũng có tính năng tắt mở trên remote luôn. Đây. Thế nên con này ấy, nói cái nhược điểm của nó là cái ưu điểm của cái anten này cũng là cái nhược điểm của nó. Cái này được sơn tĩnh điện. Sơn màu đen tĩnh điện, nhưng khi các bác bị bẫy dù là ngắn hay là dù là xa thì các bác đều phải rút anten này một chút, này nó mới bắt tín hiệu tốt. Thế còn nếu các bác để nguyên này nó bắt tín hiệu kém, bởi vì cái này được sơn, nó không như là cái nhôm trắng kia của nó thì nó sẽ bắt tín hiệu tốt hơn. Hôm qua các bác dùng con này thì âm thanh cũng rất là tốt. Lại được thêm một cái loa phụ này nữa để cắm vào cái loa chính để phát ra âm thanh trong những trường hợp các bác bẫy chim thì cần cái tiếng kêu lớn, các bác tham khảo con này. Hai con này phụ kiện của nó thì như trên hình ảnh các bác thấy đây vẫn đầy đủ hết các cái thứ này, điều khiển này, cần loa chính, cả pin này và điều khiển, pin của điều khiển đó là loa Q8 650. Còn đây là loa KU900 của công ty. Cái thằng này là vẫn của thằng phiên bản của thằng ZI lâm đời, thân khung nhỏ, vỏ hộp thân nhôm cực kỳ chắc chắn, đầm tay này, KU900, con này 650. Thì con này nó vẫn là phụ kiện là một túi này, một loa, một cục sạc, một điều khiển và chắc có một cái nói được. Tôi đi giới thiệu rất nhanh thôi để không làm phiền thời gian các bác trong những công việc khác. Các bác thực sự quan tâm thì xem video, xem rồi thì các bác ưng ý sản phẩm nào thì điện trực tiếp chúng tôi. Chúng tôi tư vấn về sản phẩm và mua. Hai cái mẫu này thì hai mẫu loa này giá bằng nhau. Hai con này cũng bằng nhau. Còn tôi giới thiệu con này trước, thông báo giá thì nó bằng nhau mà. Con này là con ZI OIE 898, phiên bản có điều khiển tắt mở được trên remote, phiên bản màu này 2017. Thực ra cái số này thì nó là cái số giống như một cái series theo phiên bản. Con này âm thanh rất là trong ấy, pin bền. Con này pin bền hơn con đời cũ kia. Các bác muốn tham khảo thêm về cái con loa này mới thì các bác ở phần cuối video ấy, các bác tôi sẽ để cái đường link của cái hình ảnh của cái loa này 2017 này ở đoạn cuối video nhá. Các bác xem muốn tham khảo thêm về cái này thì các bác xem đoạn cuối video, nó sẽ xuất hiện đoạn cuối cùng ấy. Hôm nay tôi chỉ giới thiệu chung vậy. Con này là phiên bản này là chúng tôi đang cung cấp ra thị trường cho các bác là 580.000. 580.000 đã bao gồm cước phí vận chuyển cho các bác rồi. Còn nó cũng có túi đeo, phân loa chính, sạc pin, điều khiển này, đây điều khiển, sạc pin và có thêm 3 quả pin này nữa. 3 quả pin này luôn. Và dây đeo. Đấy là cái loa OIE 898 phiên bản 2017. Tôi nói rõ đấy. Thì các bác tránh cái sự nhầm lẫn, để khi mua hàng các bác cứ đọc số hiệu chúng tôi sẽ biết đó là loa gì. Và con loa có chung cùng giá trị là con loa Q001 của nhãn hiệu Q001. Q001 này thì nó của thằng ZEE. Vâng, nhìn Q001 phiên bản màu sắc này, lề nã màu này thì dàn ri trầm tối màu, nguồn điện sạc pin. Đây thì bộ sản phẩm này ấy, thì cũng có tính năng tắt mở trên điều khiển luôn. Con này tắt mở trên điều khiển đây, tắt là tắt đây này. Các bác quan tâm sản phẩm này thì các bác cũng click vào phần dưới video này nha,
tôi đã có video hướng dẫn ở các bạn bấm đến đoạn cuối của video ấy, sẽ xuất hiện cái hướng dẫn sử dụng cái chi tiết của cái loa 001 này. Đấy, hoặc các bác có thể đăng ký vào kênh, theo dõi kênh, tìm video của kênh để tìm hiểu những sản phẩm mà các bác có sự lựa chọn muốn mua. Phụ kiện của nó đây, loa, túi đeo loa, cục sạc, dây đeo mic nói và pin điều khiển. Ở dòng này thì có hỗ trợ 2 quả pin của điều khiển thôi. Giá con này cũng được, chúng tôi đang cung cấp ra thị trường là 580.000, bao gồm cước phí vận chuyển cho các bác rồi, 580. Bây giờ đến con loa sau, giá gần như là cũng sắp đến con rẻ nhất rồi, là con E388B, mẫu loa đứng này. Nó vẫn là E388B, thế nhưng mà bây giờ nhà sản xuất nâng cấp lên pin bền hơn. Pin con này bền, một pin núi điều khiển như thế thôi, bật lên. Đấy. Đây tôi không để thẻ cho nên nó không, nó hiển thị số no, no không có thẻ đâu. Đấy. Thì con loa này giá trị chúng tôi đang cung cấp cho thị trường là 550.000, chưa có thẻ nhớ đâu. Tất cả những cái dòng loa tôi thông báo giá là chưa thẻ nhớ nhé. 580.000 cho một bộ sản phẩm phụ kiện đầy đủ, sẽ là một thân loa, một túi đeo loa, một mic nói, một điều khiển, một cục sạc và một dây đeo loa. Ở cái dòng này thì chúng tôi hỗ trợ cho bác hai quả pin của cái R-Mod, hai quả pin của R-Mod này nữa. Đấy, bộ sản phẩm 550.000 thì nó bao gồm như vậy. Bảng điều chỉnh giá loa thì nhìn chung không có gì thay đổi. Mà đến con loa áp chót của cái bảng giá loa, con này xong là còn con nữa là rẻ nhất đấy. Các bác theo dõi, con này là con ZIE898 phiên bản cổ truyền, phiên bản cũ, gọi là phiên bản cũ nhưng mà nó được cải thiện tính năng pin. Con này bây giờ cải thiện rất bền, màu sắc, màu sắc này. ZI898. Thì con này hiện cơ sở chúng tôi đang bán ra cho thị trường cho các bác là 480.000, đã bao gồm cước phí vận chuyển cho các bác rồi. Một bộ sản phẩm 480.000 thì các bác sẽ nhận được là một loa, một túi đeo loa, một mic nói, một cục sạc và một điều khiển, một dây đeo loa, và tất nhiên cũng sẽ được hỗ trợ hai quả pin của cái R-Mod thêm nữa. Đấy là hỗ trợ tặng thêm các bác, chứ còn bộ sản phẩm của nó thông thường sẽ không có đâu. Con này 480.000, dòng loa phổ thông giản dị, phù hợp với các bác, hợp túi tiền nhưng mà tính năng rất ổn định. Chia sẻ thật luôn, dòng này là nhà chúng tôi bán vẫn là được chạy nhất, xong đến con Q92 là được chạy nhất. Hôm nọ tôi đã phân tích tại sao lại bán chạy hơn phân khúc ở tầm trung rồi. Còn đây là con E76. E76 vẫn dòng của thằng ZI, cùng hệ của nó cả. Con này bé nhất và cũng là rẻ tiền nhất, nhỏ gọn nhất. Thì mẫu loa này chủ yếu phục vụ các bác bẫy chim sẻ thôi. Thì các bác bẫy chim sẻ thì nó tiện lợi bởi vì nó rất là nhẹ thôi. Con này 300g. Thì một bộ sản phẩm 420.000 thì các bác cũng sẽ nhận được là một túi loa, một loa và một cục sạc, một điều khiển, một túi đeo và một dây đeo, và tất nhiên cũng sẽ được tặng kèm thêm hai quả pin của cái R-Mod nữa. Nó còn có cái lô thì nó có cái mic nói và có cái lô nó không cần, không có. Nên chúng tôi có, lúc nào có chúng tôi sẽ gửi cho bác, chúng tôi trả giữ làm gì. Đấy là vừa rồi ở cái video ấy, tôi đã thông báo toàn bộ cái hình thức sản phẩm, nội dung của cái phụ kiện đi kèm theo sản phẩm và bảng giá loa cho tháng 12/2017. Nhìn chung giá trị chung thì cũng không có gì thay đổi nhiều. Đấy, vẫn giữ ổn định về giá. Thì các bác mua sản phẩm nào thì các bác điện chúng tôi mua sản phẩm đó. Cần hỗ trợ tư vấn các bác cứ alo số điện thoại trực tiếp tôi để ở đây.
các bác nhìn ở bên này là số điện thoại của chúng tôi để tư vấn sản phẩm và đặt mua hàng. Còn rất nhiều sản phẩm khác, hôm nay tôi làm sản phẩm về loa của shop Loa Bẫy Chim đến từ Bắc Giang. Rất hân hạnh được phục vụ các bác, rất hân hạnh được phục vụ các thượng đế. Các thượng đế đến với chúng tôi là một cái niềm vinh dự rất là lớn. Các bác đến với chúng tôi để nhận được cái quá trình chuyên nghiệp, đặt hàng chuyên nghiệp, bán hàng chuyên nghiệp và tư vấn sản phẩm. Rất là cảm ơn các bác theo dõi một video rất dài về các cái sản phẩm chi tiết và bảng giá loa của tháng 12/2017. Cảm ơn các bác. Chúc các bác một buổi tối vui vẻ. Hôm nay đã là cuối tháng 12 rồi. Chào các bác.